nghỉ tránh dịch cho mọi người, một tuần, hơn một tuần không đi làm, một tuần không được đi đâu hết luôn á mọi người. Chính xác thì Sơn ở nhà thì chỗ xung quanh chó một Sơn á, thì người ta lập các cái chốt mà chốt chặn để không cho người dân đi chuyển ra khỏi vùng đang ở hiện tại này mọi người. Thì Sơn thế ở nhà hơn một tuần rồi mọi người, không biết là có ghế bàn nào mà giống như Sơn không. Trước cái đợt trước khi mà người ta giãn cách xã hội á thì không đi cắt tóc, bây giờ tóc của Sơn này mọi người nhìn này, nó rất là tốt luôn mọi người, nóng cực kỳ luôn, mà bây giờ thì không hề có một cái tiệm cắt tóc nào mở luôn mọi người. Chỗ Sơn thì bây giờ chỉ trông hết dịch để Sơn được đi cắt tóc thôi mọi người. Ở chỗ Sơn người ta có bán cái dưa lưới này mọi người, thấy chưa? Đấy. Sơn có mua mấy quả, hôm qua ăn mất vài quả rồi, thì Sơn để một quả này lại để cứng quá, để quay video cho mọi người xem. Với lại ở đây Sơn mua được hai gói bột rau câu này mọi người. Mọi người nhìn thấy bột rau câu thì mọi người đoán được Sơn làm món gì rồi đúng không? Nhưng mà cái quả dưa lưới này Sơn lát nữa Sơn sẽ bổ nó ra, Sơn nào sạch hết ruột nó đi mọi người, rồi Sơn sẽ làm cái món thịt rau câu dưa lưới nha. Một quả này thì chắc là đủ ăn rồi mọi người. Sơn bây giờ thì không đi làm thì không có tiền nhiều, cho nên đầu tư kinh phí thì nó hơi ít một tí mọi người. Cho nên là video nào thì nó cũng chỉ tầm như này thôi mọi người, cho nên là mọi người thông cảm nha. Rồi, với lại ai xem video này mà yêu thích Sơn thì cho Sơn xin một like, một đăng ký kênh nha. Mọi người còn nhớ nhân vật này không? Nhân vật này là nhân vật mà một vài lần trước Sơn có cho vào trong cái video của mình rồi ấy. Mọi người thấy không? Con mèo nhà Sơn có cái vòng này, rất là đẹp luôn nha. Cái vòng này trước kia là của Sơn ấy mọi người, Sơn không đeo nữa thì Sơn bây giờ Sơn tặng lại cho nó nha. Hồi trước thì nó nhỏ nhỏ, nó đeo gần được 4 cái vòng này đó mọi người. Bây giờ thì Sơn phải cắt ra, Sơn đeo cho nó 3 vòng thôi mọi người, nó to rồi mà. Mà con mèo nhà Sơn nó có một cái đặc điểm là nó rất là lười mọi người ơi, nó ngủ suốt ngày luôn mọi người. Hầu như lúc nào Sơn nhìn thấy nó đều thấy nó ngủ hết, lúc nào nó ngủ này. Kiểu mình thích làm gì nói làm á, mình làm bất cứ thứ gì nó vẫn cứ ngủ à mọi người. Đấy. Mình làm gì làm, thích sờ soạng, thích vuốt ve như nào thế, nó vẫn cứ ngủ thôi. Có khi nó còn nằm như này nó ngủ này. Đấy mọi người thấy không? Mình thích làm gì mình làm luôn, không bao giờ nó hết buồn ngủ được, nó cứ ngủ suốt ngày. Đấy nha, rất là to luôn và rất là lười luôn. Siêng ăn và nhác làm lắm mọi người. Thấy không? Cái nhân vật này ngủ cả ngày, trời nắng nắng như này nữa là hay tìm chỗ râm râm để ngủ lắm mọi người. Bây giờ thì mình đi làm cái món này nha. Kiểu nó bị phèn không? Thấy không? Nó ngủ kiểu bất chấp luôn mọi người. Thấy chưa? Xung quanh dù có xảy ra chuyện gì thì nó vẫn cứ thế này thôi mọi người. Thế đây. Mọi người thấy không? Nó ngủ không biết gì luôn. Ngủ không biết gì luôn mọi người. Mọi người nhìn cái mặt của nó này. Thấy không? Quả dưa thì Sơn cũng rửa sạch rồi mọi người. Sơn để cho ráo nước một tí rồi Sơn bắt đầu đi cắt với lại đi nấu thôi. Nấu rau câu nha. Sơn quay con mèo cho mọi người xem một tí thôi, xem nó ngủ như nào này, thấy chưa? Đấy, đấy, thế mới chịu dậy, đấy, lại ngủ tiếp rồi, thấy chưa? Quả dưa Sơn cũng rửa sạch cho nha mọi người. Bây giờ thì cắt bỏ cái cuống này đi. Với lại quả dưa Sơn sẽ chẻ dọc cái này này, sau đó mình nạo hết cái ruột bên trong này ra nha. Rồi mình sẽ đi xay cái bột ruột này ra, xong rồi mình sẽ trộn với cái bột rau câu này này. Trộn với bột rau câu này rồi mình nấu nước lên, mình đổ vào trong đi bỏ tủ mát cho nó đông lại cái thịt đấy nha. Rồi khi nào mà mát lạnh rồi thì cùng nhau thưởng thức nha. Mùa hè này thì ăn mấy cái món này thì rất là khoái luôn mọi người. Sơn kiểu rất thích ăn mấy kiểu thịt dừa như này mọi người. Đấy. Bây giờ thì cùng nhau mình chế biến nha. Quả dưa gang này Sơn vừa mới quả dưa lưới Sơn vừa mới nào ra nha mọi người. Nhà Sơn thì không có máy xay sinh tố cho nên là Sơn phải dùng cái thìa này Sơn nào cho nó nhỏ như này mọi người. Một lát nữa Sơn sẽ đi chắt nước cái này ra nha, rồi mình dùng cái nước này mình nấu với cái rau câu nha. Còn đây là hai cái vỏ của nó này mọi người thấy không? Lát nữa mình nấu rau câu lên thì mình sẽ đổ đầy vào hai cái lò này này, hai cái vỏ này, sau đó mình sẽ cho vào tủ mát nha. Đấy, để khi nó đông thì sẽ đưa ra ăn thôi. Mọi người nhìn này, màu rất là đẹp đúng không? Vỏ của nó thì nhìn kiểu này, thấy không? Nhìn kiểu nó cứ vân 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 rất là đẹp luôn nha.
hai cái vò này thì Sơn nào như này thì nó cũng tương đối sạch rồi mọi người. Đấy, còn bây giờ thì Sơn sẽ đi chắt cái nước này ra nha, rồi sau đó mình sẽ cùng nhau mình bắt đầu mình nấu rau câu nha mọi người. Rau câu của Sơn nha, nó đông rất là nhanh luôn mọi người ơi, mọi người xem này, nó đã đông rồi này, mặc dù vẫn còn rất là nóng nhưng nó đông liền luôn nha. Sơn cho hẳn hai gói bột rau câu, nó đông hẳn luôn này, thấy chưa mọi người thấy không? Đấy, cái này đến chiều là mình ăn được thôi. Bây giờ thì Sơn sẽ cho nó vào tủ mát nha. Mọi người nhìn hai cái bát thạch rau câu của Sơn này, nhìn rất là ngon luôn đúng không? Sơn thì không có máy xay sinh tố nên xay nó không có được nhuyễn đâu mọi người, cho nên là mọi người thông cảm nha. Còn bây giờ thì Sơn dọn cái mớ này, cái chỗ này đấy nha mọi người. Này, bát đũa Sơn với này, đây là cái nồi Sơn vừa mới nấu xong này mọi người. Mọi người xem này, nó đông hẳn ở trong nồi luôn thấy chưa? Nó đông cực kỳ nhanh luôn, sôi lên một phát Sơn tắt bếp là nó đông đông lại liền luôn á. Cái này chắc ăn chắc cũng rất là ngon luôn này. Đấy, bây giờ thì Sơn cho hai cái chỗ này vào cái tủ mát nha, rồi đến chiều thì mình sẽ cùng nhau mình thưởng thức nha mọi người. Sau khi Sơn bỏ tủ mát một tiếng đồng hồ thì nó bắt đầu mát lạnh rồi mọi người. Bây giờ thì Sơn ngồi, nay Sơn chuyển vào đây ngồi mọi người ơi, tại vì ngoài kia gió nó rất là to luôn. Sơn sợ là Sơn ngồi ngoài kia nói thì gió nó ảnh hưởng, mọi người không có nghe Sơn nói gì hết á. Tại vì có một vài bạn nói là trên video của Sơn thì Sơn nói khá là nhỏ mọi người, mặc dù Sơn là cố nói rất là to rồi mọi người, nhưng mà tại vì chắc là cái máy điện thoại của Sơn nó thu âm hơi bị kém á, cho nên là nay Sơn chuyển vào đây Sơn ngồi để cho mọi người có thể nghe Sơn nói rõ hơn nha. Còn bây giờ thì để dưới bên này đi, rồi Sơn ngồi gần như này nói cho mọi người dễ nghe một tí nha. Với lại dưới kia người ta đang xây dựng nữa cho nên là khá là ồn. Bây giờ thì Sơn mời mọi người nha, mình chưa Sơn cắt rồi mọi người, còn một nửa này thì Sơn chưa cắt, một nửa chưa cắt, Sơn thử ăn không hết thì Sơn chưa cắt nha. Còn một nửa Sơn cắt rồi mọi người, đây này, Sơn mời tất cả mọi người nha. Nó như nào kìa, nó thơm thơm cái mùi của dưa lưới này á, với lại nó hình như nó vẫn chưa được ngọt lắm mọi người, Sơn bỏ hơi ít đường rồi nhưng mà ngon thì nó vẫn là rất là ngon nha. Nếu như mọi người không để ý á, nếu như Sơn không nói ra thạch rau câu thì chắc chắn là mọi người sẽ tưởng là dưa đúng không, nhìn ý đúc mình dưa luôn. Đấy, mọi người nghe không, tiếng máy cưa máy cắt nó còn cắt cả mầm nữa, rất là ồn luôn, khá là ngon luôn mọi người ơi. Cái vỏ dưa này, cái này mát lắm mọi người, Sơn bỏ tủ mát bây giờ nó mát, rất là mát luôn. Mát quá, trời nắng như này mà ăn cái này thì đúng là cực kỳ ngon luôn. Sơn trời nắng Sơn không có ăn được nhiều cơm mọi người, tại vì Sơn cái kiểu nắng nóng đấy Sơn không ăn được nhiều đâu mọi người, thì ăn được mấy cái kiểu mát mát lành lành thôi mọi người. Có ngày Sơn không ăn cơm nữa mà chỉ toàn ăn những mấy một vài cốc chè với lên một vài lon nước là không ăn cơm nữa mọi người. Còn những ngày Sơn không ăn cơm luôn. Quay clip thì làm mấy cái món này ăn thì Sơn rất là khoái luôn mọi người. Cái vỏ với cái ruột nó tách rời nhau luôn. Cái này mà Sơn nghĩ bỏ tủ mát thêm một tí nữa thì ăn sẽ còn ngon hơn nữa mọi người. Tại vì Sơn bồi cấp bồi quay video cho mọi người xem á, cho nên là nó cũng chưa có thật sự là lành hẳn đâu mọi người. Ngon tuyệt vời luôn mọi người ơi. Nó lành cực kỳ mọi người ạ. Đã quá. Chứ
Sơn nghĩ là Sơn sẽ ăn hết một nửa thôi. Một nửa thì có 3 miếng, mọi người sẽ ăn hết 2 miếng thôi. Ngon quá. Còn một nửa nữa thì mình sẽ để tối hoặc ngày mai ăn nha. Ăn không hết đâu, các bạn lại không hết. Đây, Sơn mời tất cả mọi người nha. Cái này nếu như Sơn bỏ thêm một tí đường nữa thì hồi nãy Sơn biết thì Sơn bỏ thêm một muỗng đường nữa mọi người, nó hơi nhạt một tí. Hơi ồn một tí mọi người thông cảm nha, tại vì Sơn nhà Sơn sát cái nhà này quá, cho nên là người ta làm nhà thì không thể tránh được tiếng ồn mọi người. Còn bây giờ thì tôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Sơn nha. Hy vọng là mọi người sẽ cho Sơn xin một like và đăng ký kênh nha. Bây giờ tạm biệt.